Nước hoa Nam Phan Tôm Pakoraban Eau Toilette là nước hoa có mùi hương gỗ dành cho nam giới được tung ra thị trường năm 2021. Thành phần chính trong lớp hương đầu gồm hương hoa oải hương, hương chanh zét và amang. Lớp hương giữa gồm hương hoa oải hương, hương táo, hương khói thuốc, hương đất và hoắc hương. Lớp hương cuối gồm hương vanilla, oải hương và hương cỏ vetiver. Chỉ với 5ml trong một siêu phẩm về hình dáng dạng chai giống robot nhưng hoàn toàn có thể đánh bại mọi khứu giác, thị giác khó tính nhất. Đặc biệt ở nước hoa Nam Phan Tôm Pakoraban Eau Toilette có sự kết hợp giữa hương nhân tạo và hương tự nhiên được pha trộn. Tinh chỉnh khéo léo bằng công nghệ tiên tiến tạo ra mùi hương hoàn toàn mới lạ, khác biệt kéo dài nhưng không nhàm chán mà dễ chịu gây nghiện khó cưỡng. Về thiết kế, nước hoa Nam Phan Tôm Pakoraban Eau Toilette là kết quả của tư duy sáng tạo, nhạy bén, mạnh dạn phá cách để tạo ra sự khác biệt hợp lý và thuyết phục. Với vật liệu bằng chrome, Phan Tôm Pakoraban Eau Toilette đã vượt lên trên bóng dáng của một chai nước hoa thông thường. Trên thân chai còn có mã code được để kết nối với smartphone bằng trí tuệ nhân tạo. Đây là lần đầu tiên ngành công nghiệp nước hoa áp dụng trí tuệ nhân tạo trong chai nước hoa để kết nối hương thơm với giác quan của con người tạo nên cảm nhận hoàn toàn mới lạ. Nước hoa Nam Phan Tôm Pakoraban Eau Toilette thực sự là giải pháp để nâng tầm nam nhi trong một thế giới hiện đại. Thương hiệu Pakoraban. Xuất xứ Pháp.